giải mã giấc mơ thấy nai mơ thấy nai đánh con gì mơ thấy con nai đánh số mấy ngủ mơ bắt nai báo hiệu điểm gì trong cuộc sống hãy cùng sổ mơ tìm câu trả lời chính xác nhất về giấc mơ con nai trong bài viết này con nai là động vật thường sinh sống trong rừng chúng ta thường chỉ nhìn thấy trên tivi hoặc trong các sở thú vậy khi mơ thấy con nai có ý nghĩa gì và ứng với con số may mắn nào sẽ đem lại tiền tài cho bạn trong lô đề soi cầu hãy cùng tử vi mỗi ngày vn giải mã giấc mơ thấy nai mơ thấy nai đánh con gì khám phá nhé con nai là loài động vật sống trong rừng ngày nay do sự săn bắt của con người mà số lượng của chúng đang bị báo động nai là động vật ăn cỏ có hình dáng thon dài và có màu sắc bộ lông khá đẹp những con nai thường rất nhút nhát, chỉ cần có tiếng động nhỏ cũng khiến chúng giật mình bỏ chạy. Trong văn hóa của một số nước nai là biểu tượng cho sự hạnh phúc tài lộc, chúng cũng thể hiện sự ngây thơ trong sáng. Vậy điềm báo của giấc mơ con nai là gì? Bạn nằm mơ thấy con nai đánh số bao nhiêu? Tử vi mỗi ngày.vn sẽ giúp bạn giải thích ý nghĩa cụ thể chiêm bao thấy con nai. 1 Giải mã ý nghĩa giấc mơ thấy con nai, tìm hiểu về con nai, con nai tên khoa học Rusa Unicolor hay còn gọi là hươu sambur, là một loài thú lớn thuộc họ hươu, phân bố ở Sri Lanka, Nepal, Ấn Độ, Trung Quốc, các nước Đông Dương. Chúng là loài hươu có kích thước lớn nhất, sống ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới. Con nai thích đi ăn ven bờ biển, rất thích bơi lội, đùa giỡn dưới nước chúng chạy rất nhanh, hiện đang là loài có nguy cơ tuyệt chủng. Ở Việt Nam, loài nai bản địa phân bố ở đây là loài nai đen một phân loài của loài nai. Con nai có vóc dáng cao lớn, to khỏe. Thân dài khoảng 1,8 tới 2 mét, vai cao 1,4 đến 1,6 mét và nặng khoảng 2 tạ khi trưởng thành. Đặc điểm nổi bật nhất của chúng là trên cổ có một đường sọc màu nâu sẫm chạy dọc sống lưng đến tận đuôi bộ móng rất cứng, có thể leo lên những đồi núi đầy đá sỏi, bốn chân thon dài và chắc khỏe, có thể đi lại dễ dàng trên những vách dốc dựng đứng, xứng danh là kiện tướng leo núi. Con nai đực và con nai cái có màu khác nhau, con đực trên lưng thường có màu nâu đen hoặc nâu sẫm, dưới bụng màu trắng vàng, còn lông con cái nhạt hơn, có màu đỏ. Nai đực có cặp sừng dài. Mỗi sừng ba nhánh sừng mọc ra từ mé sau đầu, chếch ra ngoài, tạo thành hình chữ U, đoạn trên nhẵn bóng, phần dưới hơi xù xì, đoạn cuối có một vòng sừng trông giống như cối say. Sừng của Nai rất dài. Thường dài từ 70 đến 80 cm, dài nhất có thể tới 125 cm. Loài Nai ăn lá non, trồi cây mềm, cỏ non, cây bụi, quả rụng. Nai mọc sừng lúc 2 tuổi, 20 tháng tuổi thành thục nai sống đơn độc chỉ ghép đôi vào mùa sinh sản là xuân và thu ý nghĩa giấc mơ thấy con nai theo giải mã giấc mơ thấy nai hay hưu nếu bạn mơ thấy con nai hay mơ thấy con hưu trong giấc mơ của bạn thì nó là biểu tượng của sự chúc phúc tài lộc nó cũng thể hiện đức tính ngây thơ trong sáng của bạn hay người nào đó tùy thuộc vào tình huống giấc mơ sẽ ám chỉ đến những thông điệp khác nhau hai giải mã các trường hợp hay mơ thấy con nai nằm ngủ mơ thấy con hươu nai đang gặm cỏ là điềm báo cho tiền tài danh vọng của bạn đều phát triển hưng thịnh mơ thấy rất nhiều con nai ở một chỗ giấc mơ này là biểu diễn rằng khách hàng đã và đang có một dự kiến không tốt với người trong nhà và vần đề này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này mơ thấy con nai trong rừng mơ thấy nai rừng là điềm báo về năng lực và sức mạnh khi mà khách hàng mơ thấy giấc mơ này có nghĩa là khách hàng đã và đang cảm giác tự đắc về mình hoặc đang có ai đấy đang dẫn tới áp lực cho bạn mơ thấy mình cứu được một con nai là dấu hiệu đáng mừng cho biết ngoài đời thực được khách hàng tin tưởng tiền của và cả may mắn của khách hàng sẽ đều rất tiện lợi cắt tường cơ hội của bạn sẽ được xác nhận và khẳng định tương lai trở thành nhân vật công chúng có tầm ảnh hưởng sâu và rộng là rất gần mơ thấy con hươu nai có bộ sừng rất đẹp là điềm báo bạn sẽ được quý nhân hỗ trợ giúp đỡ mơ thấy con hươu hay con nai bị thương là điềm cảnh báo những người khác lợi dụng sự cả tin của bạn trong cuộc sống điều này sẽ khiến bạn bị tổn thương mơ con nai được giấc mơ thấy con nai được gắn liền với sự may mắn về tiền bạc những kế hoạch bạn ấp ủ bao lâu nay sẽ thành hiện thực giúp bạn gặt hái được số tiền rất lớn thành công từ dự án này sẽ giúp bạn bước lên bậc thang mới của sự nghiệp nó làm cuộc sống của bạn đầy đủ dư giả hơn khiến bạn trở nên yêu đời, nằm mơ giết con nai được. Khi bạn mơ thấy mình giết con được cũng cho thấy công việc chuyện làm ăn của bạn vô cùng thuận lợi. Những kế hoạch bạn ấp ủ bao lâu nay đã đến lúc thực hiện chúng. Chỉ cần bạn không nản chí cố gắng nó sẽ thành công giúp bạn thu được khoản tiền khổng lồ, ngủ mơ con nai cái cùng là giấc mơ mang điềm báo cho sự may mắn nhưng giấc mơ thấy con nai cái đang phản ánh cuộc sống hôn nhân của bạn nếu bạn là nữ mơ thấy con nai cái điều này cho thấy bạn có được người chồng lý tưởng yêu thương chiều chuộng bạn cũng cũng là người vợ tuyệt vời biết chăm lo vun vén cho tổ ấm của mình chiêm bao bắt được con nai cái hầu hết những giấc mơ liên quan đến con nai đều mang ý nghĩa may mắn và tài lộc mơ bắt được con nai cái là điềm báo cát lợi gia đình hạnh phúc con cái khỏe mạnh công việc thuận lợi những dự định trong tương lai sắp trở thành hiện thực mơ con nai vàng nhắc đến hình ảnh con nai vàng người ta sẽ liên tưởng đến sự trong sáng ngây thơ thuần khiết đây là điềm báo tài lộc sắp đến với bạn bạn là người có những đức tính tốt luôn giúp đỡ mọi người nên được trời phật thương yêu bạn sắp nhận được khoản tiền đầu tư vô tình của bạn hoặc bạn hãy thử vận may của mình với những trò chơi may mắn có thể bạn sẽ trúng các giải thưởng giá trị ngủ mơ con nai trắng giấc mơ thấy con nai trắng là giấc mơ tốt nhưng không phải về tiền bạc hay con đường sự nghiệp nó là điềm báo may mắn cho con đường tình duyên của bạn Thời gian này bạn sẽ được nhiều người khác giới để ý đến, từ đó sẽ giúp bạn mở rộng được các mối quan hệ cơ hội phát triển cao hơn, mơ thấy con nai màu đen thì nó có nghĩa là bạn không được thừa nhận hay bác bỏ những phẩm chất nữ tính trong bạn. Bạn có thể không đồng điệu tính cách của mình, mơ thấy mình săn bắn nai, hươu là điềm báo của sự thành công trong một kế hoạch công việc nào đó nếu làm ăn kinh doanh buôn bán thì sẽ thu được lợi nhuận nằm mơ thấy những con nai chạy toán loạn trong rừng thì đây là điềm báo cho rằng sắp sửa có một biến cố nào đó rất lớn đối với bạn nên bạn cần phải hết sức cẩn thận và tuyệt đối không nên quá hấp tấp vội vàng trong khi giải quyết vấn đề nhé mơ thấy bị con nai cắn trường hợp nằm mộng bị con nai cắn thì bạn cần phải hết sức cảnh giác vì theo giải mộng đây là điềm báo không may bạn sắp sửa phải đối mặt với một vấn đề khó khăn nào đó về mặt tài chính nằm mơ mà thấy nai con thì đây là giấc mơ cho thấy rằng bạn đang có một vấn đề nào đó và vấn đề đó sắp sửa được giải quyết một cách triệt để và dễ dàng hơn nhé mơ thấy con nai mang bầu khi ngủ mà mơ thấy con nai mang bầu thì trong cuộc sống tương lai bạn sắp sửa gặp may mắn có thể là có được tiền hoặc là sẽ trúng số độc đắc và số tiền sẽ không phải là nhỏ đâu nhé mơ thấy đầu hưu treo trên tường là điềm báo bạn sẽ gặp chuyện không may mắn công danh sự nghiệp gặp tai ương mơ thấy con nai sừng tấm thì điều này báo hiệu cho tuổi thọ lâu dài ngoài ra giấc mơ cũng nói rằng bạn nên hỏi ý kiến kinh nghiệm từ những người già xung quanh bạn để biết cách phát huy khả năng của mình hơn mơ thấy con nai lạ đi vào phòng là điềm báo trước cho bạn biết gia đình bạn sẽ hạnh phúc êm ấm chính bạn sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ lửa ấm gia đình nếu mơ thấy bạn ăn thịt con nai vần đế này lại cho thấy thân thể bạn đang mắc phải những hiện tượng rối rắm về sức khỏe khách hàng cần nạp cho mình năng lượng để tiếp tục tiến xa hơn trong sự nghiệp nằm mơ thấy con nai bị chết nhắc đến cái chết người ta sẽ liên tưởng đến vận xui những điều tồi tệ sẽ đến giấc mơ này đang phản ánh tâm trạng hiện tại của bạn bạn đang rơi vào bế tắc bởi những áp lực của mọi thứ xung quanh công việc gia đình học tập tất cả đang bóp nghẹt bạn khiến bạn gần như đi vào ngõ cụt không lối thoát bạn nên bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề như thế mọi rắc rối mới có thể được giải quyết chiêm bao con nai sinh con đây cũng là giấc chiêm bao mang đến sự phát tài nó thông báo bạn sắp chạm tay đến một kho tiền lớn thời gian tới có khả năng cao bạn sẽ nhận được khoản tiền rất lớn từ việc trúng số số tiền bạn trúng lần này chắc chắn không hề nhỏ bạn nhé hãy chi tiêu số tiền cho hợp lý ba giải mã con số may mắn khi mơ thấy con nai trong soi cầu lô đề sổ số khi bạn nằm mơ thấy con nai thì tùy theo từng trường hợp cụ thể sẽ đánh lô đề con sau mơ thấy con nai chung chung 34 hoặc 48 mơ thấy con nai màu đen, 02 hoặc 82 mơ thấy con nai màu đỏ, 44 hoặc 76 mơ thấy con nai màu trắng, 29 hoặc 89 mơ thấy con nai sừng tấm, 23 hoặc 45 mơ thấy con nai đang ăn cỏ. 43 hoặc 96 mơ thấy con nai mang bầu, 47 hoặc 67 mơ thấy con nai chết, 68 hoặc 72 mơ thấy con nai bị thương, 15 hoặc 76 mơ thấy con nai con, 24 hoặc 42 mơ thấy bị con nai đuổi. 01 hoặc 10 mơ thấy con nai bị mổ thịt, 54 hoặc 64 mơ thấy một con nai, 38 hoặc 85 mơ thấy nhiều con nai, 01 hoặc 98 mơ thấy con nai sinh con, 04 hoặc 22 mơ thấy con nai chạy vào nhà. 51 hoặc 92 mơ thấy ăn thịt con nai, 47 hoặc 59 mơ thấy con nai đang chạy. 65 hoặc 95 vậy tử vi mỗi ngày.vn đã giúp bạn giải mã ý nghĩa giấc mơ thấy con nai và tìm ra những con số may mắn đem lại tiền tài cho bạn khi mơ thấy con nai đánh lô đề con gì. Chúc bạn thành công trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn.